Chào các bạn, hôm nay Hoàng Khương sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bẫy chuột tại nhà đơn giản nhất. Thì do mùa dịch đó các bạn, mình mua gạo về nhà tích trữ rất là nhiều, mấy con chuột nó hoành hành quá, mình rất bực mình mấy ngày nay. Cho nên mình nghĩ ra một cách, mình làm cách nào để mình bắt mấy con chuột này. Nhưng mà các bạn nói nhỏ nhỏ thôi, mấy chuột mà nó nghe là mình bắt nó khó lắm. Thì mình chuẩn bị một số vật tư như sau, thùng cạc tông này các bạn, băng keo, cái kéo gì thôi, đơn giản thôi, với lại mình lấy thêm miếng gạo. Còn nhà mình đang sẵn có đậu phộng nè, mình lấy vài hạt đậu phộng mình để cho nó thơm thơm, nó quyến rũ mấy con chuột, nó dễ dàng hơn. Thì thùng cạc tông á là mình sẽ cắt cái này có nửa miếng thôi, mình sẽ cắt ra, cắt ha, rồi hai cái đầu này mình cũng cắt luôn, hai đầu này cũng cắt luôn ha các bạn, cắt luôn đứt hai cái đầu này chừa lại. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm. Hồi chiều mình đã làm cái bẫy chuột rồi, mình thấy vui vui nên mình muốn quay cái clip này mình chia sẻ các bạn xem cho vui. Đây, đó là cái bẫy chuột của mình. Mình có nhờ vợ mình quay không chuyên nghiệp, nó hơi rung, các bạn chịu khó xem được nha các bạn. Thì nhà mình có cái thùng nước nè, thùng nước này khoảng chừng 2 tấc mấy đó, 3 tấc thì tùy các bạn có cái thùng nào đó, mình lấy cái thùng đó, thùng cũ cũng được. Mình đừng có lấy cái thùng cao quá, nhiều khi con chuột nó thấy cao quá cũng ngại lên, nó mất cỡ thôi các bạn. Rồi thì mình có băng keo rồi các bạn, băng keo là mình dán ha. Lúc mình dán thì mình sẽ để cái thùng cạc tông này xuống dưới đất, mình dán, mình để gạo mình dán nó mới không có chạy xuống, mình mới dán được. Thì mình dán vô nè, mình dán vô tao cái mình để một nhúm gạo vô, có vài hạt đậu phộng vô gì đó các bạn, để nhúm gạo luôn. Cái mình dán lên nè, các bạn nhìn thấy mình dán không, mình dán lên. Cái lên tới đây mình dán tới đây, cái mình dư một miếng băng keo, cái mình dán vô cái miếng bọc này đó, mình dán mình gì đó trên đường dán mình, các bạn để 1-2 hạt gạo gì đó để cho nó dẫn cái đường con chuột lên, thấy không? Các bạn dán nè đó, cái thùng này á là cái thùng mình đựng nước, rồi các bạn lấy cái miếng bọc gì đó, các bạn để tùm gì cũng được. Theo mình nghĩ là mấy con chuột nó thấy tùm là nó chui vô à, chứ mình làm mà sạch gọn quá nó tưởng bẫy nó không vô đâu. Đó, các bạn trên cái thùng này các bạn cũng cắt tùy theo cái thùng lớn nhỏ các bạn cắt. Mình thì mình cắt 2 lỗ, mà lưu ý đừng có cắt sát cái miệng thùng quá nha, nó sẽ mấy con chuột ở dưới nó sẽ chui lên được đó. Mình cắt lỗ vừa vừa nhỏ nhỏ thôi, thì mấy con chuột á, mà chuột mà nó thấy lỗ gì là nó cứ tò mò nó chui vô à, nó chui ra cái là nó xuống dưới rồi đó. Rồi cái mình gạo thì mình để đây nhúm gạo, mình cũng lấy băng keo mình dán nhúm gạo lại luôn. Còn mấy cái hạt gạo cái bên này mình khỏi dán băng keo, để cho nó quyến rũ mấy con chuột nó thấy rồi nó lên. Còn cái này mình phải dán, tại vì con chuột trước nó lên á, mà mình không dán nó ăn hết, mấy con chuột sau thấy nó không lên nữa đó. Mình muốn bắt mình bắt nguyên quầy đó, mà mình nói nhỏ nhỏ thì mình nó lớn nó mắc cỡ nó nghe nó không có lên đâu đó. Rồi mình gãi gạo đây ha, rồi mình cũng bỏ gạo vô trong cái thùng luôn. Đó, các bạn nhìn thấy trong cái thùng gạo mình có gạo, nó có hạt đậu phộng luôn đó, bỏ đậu phộng giống luôn nha đó. Đậu phộng giống luôn, bên đây các bạn cũng làm giống vậy luôn đó, các bạn dán như vậy đó, dán một cái nhúm gì đó dán xuống đây, rồi tới đây các bạn cũng gãi gạo vậy luôn, gãi gạo cho nó rơi vãi ngoài gì nè, để cho nó ha, các bạn thấy có gạo gì nè, mấy con chuột nó mới thấy nó ham, nó quyến rũ nó vô, chứ ở trên đây nhiều khi nó biết mình dụ nó. Rồi ở đây các bạn cũng dán băng keo cái đường này, dán đường này để cho cái miếng này nó vững, nó đừng có gập ghềnh, khi con chuột mà nó bò lên nó gập ghềnh cái là nó sợ nó nhảy xuống. Mình cũng vậy, mà mình leo lên cái miếng dán cái miếng gì đó mình thấy rung rinh mình cũng sợ nhảy xuống đó. Cái thùng này thì mình gia cố gì cũng tạm cứng rồi đó. Thì mình thao tác mình dán xong hết trơn không, mình gãi gạo xung quanh, gãi vài hộp gì thôi, chứ gãi nhiều quá nó ăn no quá nó bỏ đi à. Không có cần gãi nhiều, gãi ít ít vậy thôi đó.
xong rồi cái các bạn để vô cái chỗ góc nào mà tối tối, hoặc cái góc nào mà nó có thức ăn, hoặc chỗ nào mà nó hay chui vô đó, cái góc nào mà cái góc 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 tường góc gì đó các bạn, đó bắt đầu trên đây mình tắt đèn, mình để dưới góc tường này đó, rồi bắt đầu là mình âm thầm mình để đó, mấy con vũ nó sẽ vô đó. Chúc các bạn thành công, cảm ơn các bạn.